Hello, xin chào anh em. Hôm trước mình thấy có một số anh em đang thảo luận về cái vấn đề mà đi đèo bằng xe số tự động. Mặc dù nó không phải là một đề tài quá mới, nhưng mà mình thấy đó cũng là một cái đề tài rất là hay. Hôm nay thì mình đi ngang qua cái đèo Khánh Lê này này, thì mình cũng muốn được chia sẻ với anh em những cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Ở đây thì cái đèo Khánh Lê này là cái tuyến đường mà Đà Lạt, Nha Trang. Cái đèo này nó rất là đẹp, đường xá họ xây dựng rất là chỉn chu. Mặc dù khúc đầu khúc cuối thì nó hơi 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 lộn xộn chút xíu, nhưng mà phần lớn thì nói chung là họ xây khá là đẹp. Thứ hai nữa là cái đường nó không quá rộng và không quá hẹp, và có nhiều cái đoạn mà quanh co gấp khúc tay áo anh em có thể luyện. Thì những anh em nào mà muốn luyện tay lái thì đi cái đường đèo này cũng rất là hay, đi về mình đảm bảo là chắc tay ngay. Thì cái đèo này thì mình đi thì nếu mà anh em không gặp sương mù á, thì một bên á, nó sẽ là vách núi có suối chảy, hay là một bên á, thì là cái núi nó rất là hùng vĩ có sương mù. Anh em sẽ gặp những cái khung cảnh nó đẹp theo kiểu ma mị, theo kiểu mà sương mù. Sơ bộ là vậy thôi. Cái chia sẻ mà việc đổ đèo mà bằng xe số tự động này này thì nó cũng xuất phát từ những cái kinh nghiệm cá nhân của mình mà mình gặp phải, những cái mà sai lầm mình cũng đã từng gặp, thì mình cũng muốn chia sẻ với anh em luôn. Có thể là nó sẽ không bằng người chạy đèo lâu năm. Tuy nhiên thì đối với những anh em mà mới lái, hay là những anh em mà mặc dù là lái lâu nhưng mà ít đi đèo, thì mình nghĩ là chia sẻ này nó cũng sẽ có cái ích của nó. Để mà minh họa cái nội dung của mình á, thì mình cũng cố gắng là mình cắt những cái clip mà mấy hôm nay mình đi, rồi mình ghép lại làm sao cho anh em xem những cái minh họa của mình nó tốt hơn. À, khúc này thì anh em vô anh em có thể thấy là có sương mù này. Thì trước khi mà nói về cái việc mà đổ đèo á, thì mình cũng nói sơ về cái việc lên đèo. Khi mà lên đèo á, thì đa số các dòng xe tự động, ví dụ như là xe Creta của mình á, thì nó có cái chế độ là S, hay là một số xe thì nó có chế độ là M, D1, D2, V3, D hay là L gì đấy. Khi mà anh em leo dốc á, anh em chuyển sang cái chế độ mà giả lập số đó, thì đúng là nó cũng tạo cho mình một cái cảm giác là phấn khích hơn chút xíu. Nhưng mà thực ra sau khi mà mình đi xe nhiều thì mình thấy là nó cũng không quan trọng lắm, tại vì bản chất với cái xe số tự động họ đã có một cái cơ chế mà tính toán cho cái việc mà chuyển số nó làm sao cho nó mềm mại, thì anh em sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn trong cái việc mà cứ để đê và đạp lên. Như anh em thích chuyển sang số giả lập thì cũng được thôi, không vấn đề gì hết. Cái đấy thì đó là lựa chọn, nhưng mà đối với bản thân mình thì sau nhiều lần đi thì mình thấy thôi cứ để số D mà lên đèo thôi, không cần thiết lắm. Nhưng mà ngược lại nha, cái việc mà đi xuống á, như là cái hướng mình đang đi như thế này này, thì nó lại không 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 nó khác biệt nha. Tại vì khi mà anh em đi xuống dốc á, thì cái xu hướng của nó bao giờ cũng là tăng tốc lên hết. Còn cái việc mà cơ chế mà tính toán á, để mà chuyển số của nó sẽ không phù hợp nữa. Xe máy móc nó đâu biết đâu, trừ trường hợp là anh em đi mấy cái dòng xe mà nó có hỗ trợ đổ đèo thì nó sẽ hạn chế cái tốc độ khi anh em về một cái mức độ nào đó, thì nó chỉ có như thế thôi. Nhưng mà về phần mà kiểm soát tốc độ thì anh em vẫn phải sử dụng mà cái kỹ năng của mình. Trước khi mà chia sẻ về cái việc kỹ năng á, thì mình cũng nói luôn là về cái nguyên tắc đi trên đường đèo, đặc biệt là đường đèo như thế này, thì mình cũng có một cái nguyên tắc là cái yếu tố an toàn là mình luôn luôn đặt lên hàng đầu.
khi mà mình gặp sương mù như thế này, mình bắt đầu mình sẽ bám sát vào cái làn đường ở bên ở giữa. Mặc dù là mình bám sát nha, nhưng mà mình vẫn chừa ra một đoạn khoảng đâu đó từ 40, 50 hoặc là ít thì 20. Tại vì lý do là mình không đi sát quá, bởi vì tránh những cái tình huống mà bất ngờ ở những cái góc khuất đó, những góc cua thì là sẽ có những cái xe họ chém cua ẩu mà mình không 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 nhìn thấy, mà góc nó khuất mình không thấy á, thì nó rất là nguy hiểm. Thì mình khi mà mình cách vô như vậy á, nó sẽ có thời gian để mà mình xử lý. Thì mình cũng có đọc một số bài thì này, họ nói là bám sát cọc tiêu bên phải hay là vạch bên phải, thì chắc thì nó cũng na ná như cái câu mà tiến bám lưng lùi bám bụng. Thì theo mình á, thì nó cũng chưa có rõ ý, bởi vì cũng phải tùy vào cái trường hợp. Ví dụ như là anh em ôm cua sang bên tay trái, còn bên phía bên tay phải là tức là bên phía mặt lưng á, của anh em á, nó là cái vực, thì anh em phải hết sức thận trọng. Khi mà xe bên phía bên đối phương mà lấn làn, thậm chí là họ ở những cái góc khuất đó, thì mình vẫn có thể xử lý kịp bằng cách là lách ra một chút và phanh, tùy tình huống thôi. Nói chung là anh em phải canh lề làm sao cho nó phù hợp. Thật ra nếu mà mình cũng đã từng đặt những cái tình huống mà gọi là xấu nhất rồi, tại vì cái này là mình đã gặp ở trên đường, đó là tai nạn xe đấu đầu nhau khi ở những cái góc cua như vậy. Và lường trước những cái tình huống mà như vậy á, thì mình sẵn sàng. Trong trường hợp xấu nhất nha, mình tại vì thông thường những cái đèo mà anh em mình đi nè, nó sẽ có một bên là vách núi và một bên là vực sâu, thì mình cái cách lựa chọn của mình á là đi vào cái phía mà bên con núi. Nếu mà có va quẹt gì vào phía ta ly bên vách núi thì mình nghĩ nó vẫn đỡ hơn là rơi xuống dưới vực. Đó là mình đặt trước tình huống xấu nó như thế thôi. Không ai muốn mà cái trường hợp đó xảy ra hết. Rồi, thứ hai là mình kiểm soát tốc độ. Thì mình cũng chia sẻ luôn là mình đi trên đèo thì mình gặp khá nhiều anh em rà thắng. Thì cái việc mà kiểm soát tốc độ mà bằng việc phanh á, như hồi nãy mình nói là việc phanh rà phanh liên tục, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà anh em làm cho phanh nó nóng quá thì cái hệ thống mà phanh nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà mất phanh, nó nguy hiểm. Để mà anh em đi tránh được cái việc rà phanh á, thì lúc này thì mình phải sử dụng cái số mà số Số tốc giả lập, độ 50 số sàn km/h. đó, để mà hạn chế cái việc mà tăng tốc quá cao. Nói chung cũng tùy theo xe, ví dụ như xe Creta này thì họ có 5 cấp. Thông thường thì mình để mà giữ cái tốc độ mà giới hạn trong khoảng đâu đó là trên dưới 50 cây số trên giờ thì mình sử dụng số 4 hoặc số 5 thôi, chứ mình không có thấp hơn. Tại vì mình cũng thấy là khoảng chừng 40 cây số trên giờ là mình đi đèo là thoải mái rồi, không cần phải thấp hơn. Một số dòng xe thì nó có giả lập nhiều cấp số hơn, thì tùy anh em. Ví dụ như anh em có thể, ví dụ như là cấp 7 số thì anh em có thể về số 6, số 5, làm sao cho anh em cảm thấy phù hợp với bản thân mình là được. Khi mà anh em trả số thì cái thời điểm mà trả số nó rất là quan trọng. Tại vì mình đã từng gặp một cái tình huống rất là nguy hiểm mà mình đã gặp phải, mà mình nghĩ là mình rất là may mắn. Vì bên đối diện không có xe nào hết. Đó là lúc mà mình đang trong cái quá trình mà mình chạy xuống thì mình lại gặp một góc cua gấp. Mình lại chuyển số trong cái quá trình mà đổ dốc, và mình đánh lái bằng một tay. Tình huống là mình lệch hẳn cái tay lái của mình sang làn phía bên kia luôn, thì mình nghĩ là Vì cách mình may 60 mắn vì bước phía giới trước, hạn tốc độ phía bên đối diện là không có cái xe 80 km/h. nào, chứ không là chết. Đó, từ cái kinh nghiệm đó mà mình rút ra một điều là để mà trả chuyển về số thì ngay chỗ cái đầu dốc luôn, anh em giảm tốc độ về đúng cái tốc độ mà anh em mong muốn, ví dụ như là 40, rồi sau đó anh em trả số.
Thì khi mà xe xuống dốc rồi, anh em chuyển sang là sử dụng hai tay để mà chạy. Thì anh em cũng để ý là khi mà như vậy á, khi mà mình chuyển sang cái số mà mình mong muốn á, ví dụ như số 4 hay số 5 gì đấy, thì mình sẽ thấy là vòng tua nó sẽ tăng dần lên. Vận tốc nó cũng có tăng, nhưng mà nó chỉ tăng đến một cái mức nào đó thì nó cũng dừng ở cái mức đó thôi. Còn cái vòng tua thì nó sẽ tăng dần lên cao, thậm chí là lên đến hơn 3.000 vòng. Thì lúc này anh em mới sử dụng phanh để mà kiểm soát cái tốc độ và vòng tua. Anh em chỉ việc khi mà mình vào cua hay là mình xuống cái đoạn dốc á, thì mình nó tăng lên á, thì mình chỉ việc phanh. Thì cái lúc này á, anh em cần phanh dứt khoát, không phải là phanh gấp nha, mình nói là phanh dứt khoát có nghĩa là anh em cũng đạp phanh và nhấn sâu dần cho đến lúc mà nó đạt được về cái tốc độ mà mình mong muốn, rồi mình Chuẩn nhả bị ra ngay, tốc còn không phải 550 rà phanh, knots, giới hạn tốc độ tránh trường hợp mà giữ phanh quá lâu. 550 km/h. Giống như cái anh mà phía trước thì anh cũng đang giữ phanh hơi bị lâu. Vô tình thì cái đoạn này thì mình cũng có một cái ví dụ khá là trực quan về cái việc mà anh em đi đường đèo xong rồi lúc mà đổ dốc thì rà phanh quá lâu. Ví dụ như là mình thì mình không đạp phanh như thế này, mà mình chỉ đạp khi mà cần thiết thôi. Đó, còn ví dụ như mình cứ rà 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 như thế Chuẩn bị này á, tốc thì nó sẽ rất là nguy 250 hiểm. knots, giới hạn Anh tốc em độ phải lưu ý. 50 km/h. Thì hôm qua mình có đi cái đồi chè á, thì có một cái đoạn cũng khá là hay, nó cũng đẹp, và mình lúc cái đoạn đấy thì nó hoàn toàn là đổ dốc, thì mình sẽ ghép vô trong đây cho anh em xem là khi mà mình đổ dốc á, là lúc mà mình chuyển sang cái cơ chế mà giả lập số á, thì anh em sẽ thấy là cái vận tốc của mình á, nó chỉ mình có thể kiểm soát ở mức độ đâu đó khoảng tầm 40 hoặc là dưới 40, nhưng mà cái vòng tua nó sẽ tăng lên, và anh em cũng để ý là khi mà cái vòng tua mà nó có xu hướng là tăng lên cao á, thì mình sẽ giảm đạp phanh để giảm cái tốc độ của nó. Khi mà anh em nhìn thấy thì cái vòng tua nó xuống, và cái xe mình thì tốc độ nó cũng vẫn cứ là ổn định thôi, chứ nó không quá nhanh và cũng không quá chậm. Làm sao cho mình cảm thấy thoải mái là được. Với cái việc mà đi đèo mà đạp phanh làm sao cho nó hợp lý ấy, thì theo mình thì phần lớn là chỉ rơi vào hai cái trường hợp thôi. Một đó là ôm cua, và khi mà tốc độ mà tăng tốc độ và vòng tua nó tăng như lúc nãy mình nói. Chuẩn bị cách Bởi vì á, 250 m, giới hạn tốc độ 50 km/h. tại sao mà khi mà mình ôm cua thì mình cũng hay kết hợp với lại giảm tốc độ, là vì khi mà anh em mới đi á, thì anh Chuẩn em bị hay tốc hưng phấn cái đoạn mà mình 150 m, giới cua hạn tốc nhiều, độ rồi mình cảm giác 50 km/h. wow, mình phải lái lụa hay này nọ. Nhưng mà thực chất á, khi mà mình đi á, mình phải tôn trọng cái cảm giác mà người đồng hành với mình. Những cái người mà không ngồi sau tay lái và không hề chủ động về những cái đoạn cua, góc cua như thế nào, hoàn toàn là thụ động. Cho nên khi mà anh em ôm cua sát, tốc độ nhanh và gấp, hoặc là anh em phanh gấp quá, thì cũng làm cho người bị sau có cảm giác bị sốc, bị nhồi và rất là dễ buồn nôn, chóng mặt. Cái đoạn đầu thì mình có chém cua thì đó là do cái đường nó cho phép, chứ còn mà khi mà anh em vào đèo thì hầu như là họ đều không có cho phép. Thì khi mà ôm cua thì mình sẽ nhấp
nhẹ phanh, nói chung là cũng để giảm tốc độ lại, hãm lại mà cho nó một cái mức độ vừa ý, và anh em sẽ có một cái ôm cua ngọt ngào nếu mà trường hợp mà đường á, cái độ rộng của mặt đường nó cho phép, cái làn của mình nó cho phép và tầm quan sát cho phép, thì anh em có thể mở cua một chút để cho cái quỹ đạo cua nó không có bị quá quá gấp. Thì lúc này thì anh em cũng sẽ có một cái vòng cua nó mượt mà hơn, êm ái hơn và rất là dễ chịu cho người ngồi sau. Và một cái vấn đề tiếp theo mà mình nói về cái việc đi đèo thì đối với mình nha, mình hay để ý là thấy các anh em, các bác tài mà chạy xe bus, xe khách á, hoặc là mấy cái mà anh em hay nói vui là quan tài bay á, các bác ấy chạy tốc độ cũng ghê lắm, và mấy bác hay vượt xe, các xe, kể cả mà khi đến trên đèo, và thậm chí là mình cũng thấy có những cái đoạn mà vòng cua các bác cũng 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 vượt luôn. Thì mình thấy là đối với cá nhân mình là mình thấy nó không phải là việc an toàn. Ví dụ như anh em, ví dụ như là các bác á, là có cái chỉ tiêu cái thời gian đó thì mình không biết, nhưng mà riêng với lại anh em mà đi xe gia đình nhé, thì mình lại không nên nóng vội như vậy. Tại vì khi mà anh em nóng vội á, thì có những cái biến cố nó xảy ra, nó trả giá rất là nhiều lần bằng việc là anh em thôi thì đi chậm một tí cũng chả ảnh hưởng gì. Mà bản thân mình thấy là đi, nếu mà anh em muốn đi về sớm, đi sớm về sớm thì xuất phát sớm hơn thôi, đâu có vấn đề gì đâu, chứ không nhất thiết là phải đua trên đường đèo. Với lại cái đèo như thế này thì họ cũng hay giới hạn tốc độ thôi à. Cá nhân mình thì rất là hiếm khi mà mình đi trên đèo mà mình vượt xe khác, trừ trường hợp á, mà cái xe phía trước mình á, nó đang đi quá rề rà, đi quá chậm. Thứ hai là xe có một cái khối lượng trọng tải rất là lớn, là khi mà mình đi đằng sau bám đuôi họ, mình không có cái cảm giác an toàn, thì lúc đấy thì mình mới tìm cái cách mà mình vượt qua thôi, để cho nó tìm một cái cảm giác nó an toàn hơn. Trên thực tế thì khi mà mình đi trên đèo thì mình hoặc là đi đường dài đi, mà mình muốn vượt qua các xe tải mà có trọng tải lớn đó, thì mình đánh xi nhan sang bên 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 trái, quan sát phía trước. Thì trong một số cái tình huống đó, thì các bác tài đó, là xe tải phía trước đó, thấy cái phía trước an toàn thì họ sẽ đánh xi nhan sang bên phải. Cái đó là một cái tín hiệu, giống như là ra hiệu cho mình là phía trước an toàn rồi, anh em cứ vượt đi. Còn trường hợp mà anh em đang đánh xi nhan sang trái mà bác tài phía trước á, mà đánh xi nhan trái luôn, thì có nghĩa là rất là nguy hiểm, anh em đừng có vượt. Thì đấy là cái mà mình cũng gặp được, đó là một cái tình huống cũng khá hay. Còn khi mà mình đi đèo á, mà phía sau á, có anh em bám đuôi mà đang có xu hướng là muốn vượt qua xe mình, thì lúc này mình sẽ, bản thân mình sẽ giảm tốc độ xuống để mà tạo điều kiện, hoặc là mình hơi đi sát vô qua bên phía bên phải chút xíu để tạo điều kiện cho anh em phía sau vượt. Đến cái đoạn này thì trời nó cũng âm u quá, mình sợ là không biết là lúc mà anh em xem clip có thấy rõ không, tại vì lúc này thì mây á, ở trên này nó cũng phủ quá là dày, sương mù thì nó không dày lắm, nhưng mà do xung quanh là mây cho nên là hầu như là ánh sáng nó cũng tối, sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà quay clip như này. Thì còn một vấn đề cuối cùng thì mình cũng muốn chia sẻ nốt với anh em, đó là cái mẹo mà tiết kiệm xăng khi mà đi đèo. Thông thường á, là anh em đi đèo á, mà tốn xăng nhất á, lúc mà anh em đạp ga để leo lên, còn khi đổ đèo thì không phải tốn, cho dù là cái vòng tua của mình có tăng cao đi nữa thì nó cũng không có bị hao tốn nhiên liệu, bởi vì là cái xe lúc đó là nó đi theo cái quán tính của cái việc mà đổ dốc, cho nên là mình sẽ lợi dụng đà của cái việc mà xuống dốc để mà lên dốc. Đó 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 là cái ý mà mình muốn chia sẻ, tại vì khi mà anh em đi một đoạn mà xuống dốc rồi thì chắc chắn là nó sẽ có một đoạn nó leo lên,
lúc mà gần tới cái đoạn anh em nhìn thấy phía trước là cái dốc nó leo lên á, thì lúc này anh em không 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 giảm tốc độ nữa, linh hoạt một chút xíu, tức là mình sẽ chuyển lại về số D trước khi mà đi xuống dưới dốc á, thì anh em để về số D cho xe nó hơi tăng tốc lên theo quán tính một chút xíu, và khi mà ngay cái mà đầu dốc mà leo lên á thì anh em lại chêm một chút ga, là khi mà anh em đi lên á là xe hầu như là không có hao tốn nhiên liệu, và chêm một ở mức độ nào đó thì anh em đi lên tới nơi thì nói chung là đạt tới cái đỉnh rồi, thì lúc đó là xe của anh em mình chạy cũng bình thường, rất là ít tốn nhiên liệu. Thì như hôm mà mình đo thì đi từ Nha Trang mà đi lên Đà Lạt mà leo dốc mà dùng những cái kỹ thuật như vậy thì mình thấy là thậm chí là cái mức hao hụt nhiên liệu của mình khi mà đi đèo, thậm chí là leo nha, mình cũng chỉ tốn đâu đó khoảng chừng hơn 5 lít đến 6 lít thôi là cùng à. Còn khi mà xuống như thế này thậm chí là anh em đo nó chỉ có 3-4 lít thôi. Đó là thật sự. Và ngoài ra thì mình cũng chia sẻ luôn là do cái xe Creta của mình là nó là cũng dòng xe mà nó thuộc dạng là tiết kiệm nhất trong phân khúc mà hạng B, cho nên là ngoài cái kỹ thuật của mình ra thì kỹ thuật của xe nó cũng hỗ trợ cho cái việc anh em tiết kiệm. Rồi, như vậy là những chia sẻ của mình về cái kinh nghiệm mà khi mà chạy xe trên đường đèo như thế nào thì nó cũng có nhiêu đó thôi. Nếu mà anh em nào có những cái chia sẻ mà bổ ích hơn, hoặc là thấy mình còn thiếu cái vấn đề nào đó thì anh em chia sẻ bổ sung với mình nhé, ở dưới cái phần bình luận á. Rồi, cảm ơn anh em nha, xin chào anh em. Chuẩn bị cách 550 mét, giới hạn tốc độ 50 km/h.